Rồi chào bạn nha. Giờ tối nay mời bạn cùng hai chồng mình đi xôi đêm nha bạn. Xôi đêm có gì sướng 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 không? Chiều mưa quá trời mưa luôn. Trời không gà ngày nào cũng vậy chứ. Chiều mưa đám màu mưa đám nấy là chất lượng luôn á. Kiếm mớ màu về gửi xe em. Có không đi lìa lìa cho nha. Hai chồng cũng mới mua được chiếc xe bạn nên giờ kiếm mồi hết tiền rồi, kiếm mồi về đi rửa, đi còn gì hết hồn. Tèo vác mót hết tài sản luôn. Hút mấy chân hụi với lại mượn mẹ mình mới mà mượn người chắc xù luôn rồi. Giờ thiếu nợ đầy mình. Nó nói tại đi cho an toàn mà. Hai chồng mình cũng đi suốt mà nên đi chiếc xe nhỏ chứ nó cũng nguy hiểm đi đêm nè. Sợ tới già kệ chẳng thà thiếu nợ mà an toàn cho ăn chắc cú. Ai ca gì không thấy con ốc nói chừng gì mang ốc nó nói lấy vớt về gửi xe nó trốn hết trần. Ghê thiệt chứ. Nắng cái nào mồi. Trời ơi một ổ luôn ơi, dữ lắm dữ. Kìa. Con nào con nấy như con heo. Đúng rồi. Trời ơi dữ lắm, nhẹ nhẹ thôi. Rất nhẹ nhẹ nó chìm. Con nào con nó chập bá, vớt mấy con bự cho bá. Vừa hết luôn đi. Xịt vô hai con nó đang hú hí nữa đó. Khi chồng nó giật đó. Đó dưới giật đó. Bự quá kìa, chim. Đúng ổ rồi. Ngay động rồi. Lên đây để ông nói hả? Bà đi. Còn nhiều lắm. Ngoài đây còn cặp bá nó chìm nó tiêu rồi. Hay thiệt. Chim lẻ kìa. Bà kìa trời, cái bưởi thúi kìa. Nghe cái bưởi thúi đó kìa. Nạo ở phía dưới cho bụi thúi đó, nó nhóc luôn á. Được cái chừng hàng chục chỗ như thế này là đủ rồi. Vớt mạnh em hất cho bự mạnh ra cái là thấy ốc bự rồi, con ốc bự lắm ở dưới á. Để nó chìm uống. Ừ. Vinh. Ha ha, ốc cho bá luôn. Ốc màu trắng. Nó chìm rồi đó. Ừ, ốc luôn bạn. Bá lửa không? Không gà lâu rồi cũng ăn ốc, không thèm ốc mà. Từ bữa tắt mương đó giờ, bữa tắt mương nướng nè. Tối nay vớt mớ về làm món luôn. Đây nè, ốc chập bá nè, thấy không? Nhỏ này thả lại đi. Ê, con này nó cắn con kia nè, ủa sao kỳ vậy? Không, Phương nó cắn ốc lát. Ừ, ốc lát chết. Mày tính mượn xác của con đó hả mày? Mày tính biến quá hả mày? Ghê thiệt chứ. Thấy cái bưởi thúi cho nó ăn đi. Nè vớt đi. Con mà cũng là làng nữa. Bự thiệt. Ốc hết biết bự không? Vớt nhiều nhiều mà em ơi. Nhán vớt nhiều nhiều đi. Bán bớt. Ốc lúc này ký cũng chắc cả 50 ngàn vậy á. Nhắn kiếm đừng ký ốc đi mua 5 tờ giấy số. Em hất cái mít ra bự mạnh ra cái có ốc bự nằm dưới á, khôn lắm. Không có rồi. Ốc lát mấy con ốc lát. Lát còn ngon. Bắt coi vô. Ốc lát nó cục. Ốc đang ngon á. Tính mua cọc quá ông nội. Bệnh thiệt chứ. Gãy cái mít con ta chết luôn đó. Bắt nó nhốt ngoài đây luôn. Mua cọc quá.
Có vậy người ta gượt anh chạy trước nó không biết. Không có bỏ, bỏ em luôn. Thấy múa hay quá, đứng mà nhìn nó. Múa muốn bệnh hay quá. Lộ ăn trung thu vậy ta. Vui quá ha. Mới lên chở anh ké em ơi. Đó, các bạn thấy không? Trời ơi. Cái này là sao? Cái này cái gì đây coi à? Ủi xà lan hả? Con nhái nhỏ nó có chút chí rồi, nó ôm con nhái bự nè. Cái này là hai vợ chồng á, hai mẹ con. Hả? Không dám đâu, hai tình nhân đó. Thì hai con. Thôi để nó đi. Ôm nhau. Mày chọc tức không à? Hồi tao nghĩ dứt ốc bây giờ mày. Nói anh mới mua xe chắc cũng nhiều bạn thắc mắc nên đây làm YouTube mua xe hơi tiền nhiều á. Nó nói với hai vị chứ không phải dễ ăn mà. Nói chung mà công sức mình làm ra mình làm cái YouTube mình cũng không có nhiêu tiền nha. Nói thì sang thiệt. Mà đuối dữ lắm. Bạn nào làm trong nghề sẽ hiểu. Nói chung mà suy nghĩ nhiều thứ mà nói chung mà gối địa hình đó. Không phải dễ ăn. Có cái duyên mới làm được nữa anh ơi. Gì đen thùi gì ghê vậy. Tóc con cho bụng súng. Thường thường thấy cho bụng súng ốc dữ lắm. Này bữa nào dọn á. Xa xa dọn lỗ. Nó nổi. Mà dọn trống quá sợ ta bắt. Còn chuyện nữa thì cũng không gài. Cũng đang gây cấn bạn là chuyện của anh Ba Gùa, Ba Quy á. Thì nói chung là chắc cũng nhiều bạn thắc mắc, mình cũng tò mò thôi. Nhưng mà mình biết ảnh vậy cũng hơn nửa tháng nay rồi, từ cái bữa đi câu bên được miền Tây tới giờ đó. Nhưng mà mình không có nói. Nói chung thì mình cũng có nói chuyện với ảnh, này kia kia nọ đủ kiểu hết. Ảnh thì nói ảnh được Phật cảm quá vậy các bạn. Thì mình hỏi anh nói chuyện anh cũng biết hết. Nói chung là cái số mạng hay là cái duyên số người ta tới đó là tới đó mà. Mình cái chuyện đó mình cũng không dám nói nhiều. Mấy bạn cũng đừng hỏi mình. Mấy bạn muốn biết thì cứ theo dõi trên kênh của anh. Tại lúc mình nói chuyện anh có hỏi anh giờ gắt kiếm rồi. Nhưng mà anh nói cũng tiếp tục cái làm cái YouTube mà về chủ đề khác. Chủ đề bây giờ các bạn. Chủ đề bây giờ anh đang hướng đến đó. Cái đó là mình không biết nguyên nhân lý do tại sao luôn đó. Chuyện gì khủng khiếp luôn. Đúng rồi. Bạn thương anh Ba thì theo dõi thì sắp tới anh sẽ làm như vậy. Mình thực tế là mình cũng đang theo dõi nó khoan cứng luôn á. Khoan cứng ngắt luôn. Đây mấy con bự nè. Mình cũng đang tò mò lắm. Mình cũng có nói chuyện với anh Ba rồi anh Thịnh. Này kia rồi. Dưới đó con bự lắm. Ảnh giờ anh nghĩ sát sanh, ảnh theo Phật gì chủ kiểu mình cũng không hiểu. Đang theo dõi từng ngày các bạn, hành trình nước bước rồi nè. Rồi, thì các bạn nào không biết cứ theo dõi tiếp tục thôi. Mình thì mình cũng đang theo dõi. Mình giờ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra luôn nữa. Bữa ban đêm, tự nhiên anh đi câu bên anh được, điện về cho mình. Anh nói chuyện là mình hết hồn luôn á. Nói chung là không hiểu nổi luôn. Rồi ai cũng vậy hết. Rồi bữa đó rồi buổi sáng bữa sau anh về nhà cần câu cần kéo này anh mới sắm cặp cần mới anh cũng tặng hết máy câu này kia là tặng hết luôn. Nói chung là anh nghỉ sát sanh, nghỉ bắt cá câu cá này kia các kiểu luôn. Rồi khoảng 20 ngày nay hơn nửa tháng nay thì anh chỉ gì em hết hồn gì anh chỉ uống nước uống sữa thôi bạn, uống nước lạnh sữa ít à. Mà sức lực ghê gớm lắm, anh chạy bộ 2 cây số mà không suy nhê luôn á. Này mình cũng không biết cái gì luôn á, tiếu. Giờ chờ đợi xem tiếp thôi, biết đâu ông làm mai mốt không làm lên lịch sử rồi sao. Cũng đâu biết trước được hay bạn, số mạng con người ta mà. Giờ mình gì chứ mai mốt không biết mình sao. Giờ chờ đợi thôi chứ. Nói chung mình quy thì ảnh
mình cũng với ảnh là cũng quen biết trên YouTube rồi cũng thân, nói chung cũng như giờ cũng như anh em trong nhà các bạn. Mấy bạn xem kênh thường thì cũng biết. Giờ thì mất tay chiến đấu trên đấu trường săn bắt rồi, sắp tới anh làm gì thì mình theo dõi tiếp. Nào có rảnh rảnh cũng chạy lên trên ảnh chiến mà, nào để lái cứng cứng mới chạy lên được chứ lúc này thua. Dứt thì không có còn gì cho nghe em. Nói cho nó xàm xàm mấy dứt có nhiêu ốc nè. Mấy con ông nội ơi. Ráng cài đi. Lúc này là hai chồng mình cài, lúc này tài khoản cơm gái Sóc Trăng trở về không đồng rồi. Giờ cài lại. Mừng mình chú Bảy, mừng bà không thấy cua nhóc luôn á. Không thấy con gì bắt được chứ trời. Nãy giờ thấy biết cái gì nhiều không? Ốc hương, ốc mai với lại mấy nhái nhiều chứ không có gì nhiều chứ. Bắt nó luôn đi, về làm khô. Cái gì? Con gì? Mới đi vớt ốc mà gặp ốc ba la cỡ đó đó. Dích tạo đủ văn ra ngoài cái là nó dứa. Ốc mà nó khoái ăn lá đủ đủ mà. Muốn vớt cái... lấy bạn bức lao đủ nè, thảy xuống. Thảy xuống một hai ngày cái đó nó bu nó ăn à. Lỡ mấy chỗ đó mình vớt. Có nó cũng chìm hết. Không cài bên được miền Tây cũng làm quá trời bạn, ông khiêu khích hoài chịu hết nổi. Mới chịu cũng làm đâu một xuồng cá nhìn cái muốn bệnh. Hình như đâu có chục con vậy á. Có con đâu 8-9 ký gửi qua mình tấm hình muốn xỉu. Ghê thiệt chứ, mình bệnh lúc này cá quá trời cá luôn. Chưa có thời gian, ấy làm gì? Bà này làm gì nhiều cá ghê gớm này chứ. Ây da, không gài vòng vòng nhà làm này kia kia nọ chứ chưa có thời gian đi nhiều quá. Đó đó, ốc chụp bá đó. Ở trong con nữa nè, kìa. Phía trong cái giận con bành kia nữa. Chuyện nó chìm á, nó. Nghe già đèn ông xích gan tí trên đọt không muốn nè. Đây nè. Ê, nó chìm. Đây nè. Ốc chà bá lửa luôn. Rồi nè, mất con kia rồi nè. Trời ơi, đạp dữ luôn rồi. Đó, hai con thấy không? Đó. Đạp ai? Đưa đích là đây. La tầm bậy hả bử. Cá xem trên em ơi. Vì nhỏ nhỏ rồi ta chạy ra ta bắt là chói vô cày thiệt à. Cá lộ rồi đó. Đúng rồi đó, ra coi muốn cột có mấy chuối nè, có ốc nè. Nhớ mấy con dưới này trước nè, nó chìm. 5-6 con vậy lận, dữ lắm dữ. Ở trong mé con bự nè. Ê, không dính con nào chứ gì. Đây, quẹo trái. Quẹo phải. Quẹo bên kia, thắng tới. Đâu hết rồi. Thôi cháu có quýnh lộn quá. Năm con. Thôi bạn coi hai chồng mình quýnh lộn. Mời con clip hot luôn. Hai vợ chồng là nửa đêm đi vớt ốc. Do xích mích về vấn đề gì. Gì đó, hai chồng quánh lộn, người gớt mưa, người gì văng vô lục bình. Này hấp dẫn à, làm thử em ơi. Rồi dừng đạp gắn bây giờ nè. Về đi, dám về mới sợ rồi. Nghe lỗ trống nè, bạn kia. Ê, vợ cầm cái túi. Nó xuống dưới luôn rồi. Dính đâu? Không dính nè, con ốc bự lắm, bự. Ở
cốc trà bá luôn, không bỏ được, lội luôn. Ây da đâu. Ê, nó chạy cái gì mà ốc tiêu luôn rồi. Ngon trời. Ủa, nó có giò nó chạy hay gì nó tiêu trời. Vui ơi vui, vui quá xa là vui, có người gọi mừng. Tay nha. Rồi nó chạy qua túc bên kia. Kẻ ướt cái quần mà dính con ốc cũng không sao. Lỡ rồi lộ qua luôn. Ngồi chắc mò luôn quá. Ây da. Vô mày. Này mình gặp con rắn chà bá chắc đã lắm ta. Ba em cũng nặng nặng này chứ bộ à, nửa ký rồi đủ anh ăn là về nữa mà. Kìa kìa chà bá kìa em ơi, ăn trái cốc nè, trái cốc trong á đây nè, bên đây nè, bên đây nè, cái lỗ nè ngót gì mà con không thấy nữa. Khổ luôn, nhìn thấy gông không à, nào cứ đây luôn, ba con nằm ở đây nè, một lát không à, 6-7 con vậy nè. Ốc này ốc cái không gì, nó khoái ăn đồ chua, nó khoái ăn cóc. Phát hiện có hàng nha bạn, mới nhắc nó có nè. Mày bự. Một con cua. Cua hả? Đâu bắt? Lặn hả? Hồi kia bắt, đây bắt được con nè. Hồi nhóc luôn á. Nó chim. Rồi chim hết con rồi. Con nào nó chà bá lửa luôn á. Giọt nhỏ quá, khôn thiệt chứ. Gọi đèn cái nó phớt ngang cái nó chìm liền. Trời, có hai con vậy. Chả giật đó. Đó, nặng nặng rồi đó nghe. Đó. Có hàng mặn rồi, chà bá luôn nè. Sao thấy chưa, súc mạnh. Ừ, dũng bơ vinh. Nào chụp cho kẹp chơi. Anh ra khoảnh túi đi. Cua mà sao cua màu đẹp ta, tím rịm mà. À, cua tím thôi, cua đã chạy tím rịm mà con này nướng lên cái ra thành màu đỏ đó. Nướng luộc các kiểu, đen hay là đe tím hay là xanh những gì, cho lên bếp lửa là đỏ lòm liền. Đéo con cua nó kìa, ngay chỗ đó luôn gì mà không thấy. Nè qua đây nè, nè thấy không, nằm dưới cái gông nè, xúc nó mạnh. Ừ dưới nè. Ê Rồi mất con cua dính. Đâu chạy được. Chạy thoát tay bà chứ đâu thoát khỏi tay ông. Nói chung là chạy đâu cho thoát bưởi ơi. Cua chà bá lửa luôn mà. Nhớt nó đi. Được. Nhớt mạnh cái hất lên bờ. Cua bự lắm bự. Hất qua đây nè. Chụp cho. Nhắm ngay nó để nhẹ nhẹ ngay đó rồi xúc là dính nè. Rồi đâu quay. Trời ơi, quăng một cái nhỏ tét đầu luôn. Mất thở. Ghê thiệt chứ. Rồi, mất thở thiệt. Bạo lực thiệt, cua cái yếm cho bá. Vô mày, có bạn trọng á.
Có lý rồi đã nghe. Mương ốc đắng ghê gớm luôn bạn. Trắng trắng đó, bạn thấy đốm đốm trắng trắng là ốc đắng không đó. Này bữa nào đi mò mới được. Quá đã. Tối nay kiếm ốc bự thôi. Ốc đắng để đó đi. Dữ thiệt chứ. Ờ, cua trà bá luôn nhưng cua biển vậy. Kìa kìa nó trốn. Lẹ 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 lẹ. Khi anh kia xúc lợi á. Ê ê ê. Ê lô 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 lên dính rồi dính rồi. Rồi luôn. Móc bọc luôn. Chưa văng bờ hả? Nó giật lên được rồi. Chạy xuống lúc rồi. Cua bành kỳ luôn. Uổng thiệt chứ. Ý rồi. Mùi xương che kính camera luôn. Đây đôi vợt đang xúc cho một vợt nè. Nó là dữ lắm luôn. Em không thấy đâu. Anh thấy thôi. Mấy cái kính kính này để mình. Ghê nha, ghê nha. À. Cái nào lú lú cho vợ, cái nào kính kính để mình. Cái này hơi nguy hiểm này nha. Mấy cái kính kính nó mới ngon. Con nào nó mày lú ra luôn coi. Thằng nào lú cái miệng nè nó. Lú cái miệng không à. Lú cái miệng chút xíu à. Rông quá nước cạn. Hơi nước đầy ở lên nhóc. Khó thấy mà anh vẫn thấy. Ồ con còn bự dữ vậy. Ghê chưa. Ghê chưa. Con chọc bá nện luôn. Dứt đi. Lâu lâu làm cái thôi cho nó sướng. Nhiều quá đuối. Đó. Khá lắm rồi nha. Bá lửa luôn. Không thấy nữa thôi luôn đó. Hết biết luôn rồi. Hai đứa nó làm gì vậy mới. Vô phòng rồi mày. Vô. Ê đây nè, đây con nè. Nó xiên bóng nè. Nào nào vô có dính không, nó chắc nó chìm rồi. Dính 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 dính. Trốn hả mày. Trời trời dữ lắm hết. Nó nổi bóng. Hay vậy mấy con nằm dưới để ý kỹ là nó chìm xuống cái nổi bóng lên. Các bạn nhìn nè không? Tới cái núm mà nó còn có bạn có đâu nè không? Nãy giờ thấy toàn là bự với nhỏ không à nó, không? Ốc cũng bự nhỏ. Nhái cũng bự nhỏ, tới cái núm cũng bự nhỏ luôn. Hai chồng mình cũng bự nhỏ luôn. Trốn mất tiêu luôn rồi. Kìa, thấy không? Ba con cái đó đó, rồi phía trong con bự nữa. Sát mấy bờ. Lâu lâu được mấy cái ổ mà vớt đá. Mấy con mấy con. Ê đang con mình kia nè. Nè nè. Chỗ cái bự nè. Thủ tướng vớt ốc ghê gớm chứ bộ ạ. À. Cua cho bá đưa vật anh vớt cho coi. Cua cằn kình luôn á. Không có kinh nghiệm vớt cua gì chứ. Ghê chưa? Vớt cái dính liền. Cua cho bá đâu bỏ được. Nãy giờ sẵn ướt quần rồi. Bây giờ đứng kẹp nha mày. Cua bự lắm bự. Ngu mạnh kỳ luôn. Mấy con ngu bự rồi đâu bỏ sót được. Không, phải biết cho. Cua cái không vậy ta. Nãy giờ không thấy cua đực nữa chân á. Toàn là cái không à. Đực chắc này chắc tổ chức ăn nhậu đâu. Mấy bà vợ đi kiếm nữa chứ không đâu chân á. Không biết vô mà ăn chịu vô mày. Để hồi tôi kiếm mấy anh chồng dùm cho. Đâu, lúc chín ngon ra. Đụm luôn.
ốc trà bá hú luôn nè. Thôi nó hái miệng rồi kìa. Mày hả mày, trời ơi, con ốc cả ký. Ghê thiệt, ký mà đều 10 con. Hết biết con ốc rồi. Con ốc này mà ăn mà nhai nhai nuốt cái ốc cả trận trắng cũng phải chơi luôn á, để nguyên con á. Bự lắm bự. Ghê hồn thiệt chứ. Đó, bà con đủ cỡ. Vô mày. Quá trời cái ổ này rồi. Nè. Con bự ngoài kìa. Con bự cho lao đủ đó, thấy không? Đây cầm con đó trước đi, để nó rớt con đủ lắm. Nè cái nồi bùi nhùi trong đây nè. Không biết đừng vớt luôn chứ không phải chơi á. Xuống đại. Ủi tới con bự nữa kìa. Đó đó, ủi tới, ủi tới, ủi tới, ủi, ủi tới, ừ. Đù. Lên bờ đi. Ê, ê. Kê hồn chưa. Mấy nhỏ này nó đem về mua nhà thả lại. Lát không à. Con nó bu à. Ốc gì? Bự hay gì? Đâu? Bự con nhỏ. Có khuyến mãi. 11 tặng 1. Hả? Có lý rồi đó, thấy không? Giỡn hoài. Lạng thêm vòng nữa là đủ phê rồi đó. Ngứa không mày? Ngứa quá. Nãy giờ lội ba bèo chui vô quần giỡn ngứa. Ba bèo cám. Con nào rớt cầu nè. Cái mương này em lũ ba cái một à. Là qua luôn đó. Rồi. Em lưu mấy bữa nay nó đi ở ghế rồi bạn. Cho nó ở ghế rồi. Vô bu ly rồi cho nó hưởng thụ cuộc sống. Để nó còn chơi nó trống trống dễ dớt. Đây mình vớt luôn. Sẵn đây đi ngang đây vớt luôn. Hai con cho bá. Đây còn nữa nè. Ở ốc nhỏ nhóc chân. Làm ốc nhỏ gì nuôi. Trời ơi dữ lắm. Ốc nó chìm luôn kìa. Động nước nó chìm. Hay thiệt chứ. Đù. Trời. Không nhả luôn. Hết biết rồi. Hàng khủng. Chui đâu dưới sình lên hay gì á. Giật cũng dữ lắm. Dưới sình không. Ghê thiệt, mưa nó xình nó giật. Khí thế luôn. Ngay bay lồng gọng luôn. Lồng gọng đã hết biết nha. Bữa nào làm cái dèo bắt về nuôi thử. À, con nhóc đó nè. Vớt về nuôi vô dèo. Nó bự. Ê con bự cho bá trong mấy nè. Bạn kia nè. Ốc cho bá lửa luôn. Ê, một cặp luôn. Ê, 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 nhóc chân nè. Ve ve ra đây con nè, ve đây con đó. Ê, sẵn não luôn đi, xịn không à. Ngon lạnh, bắt luôn đi. Ú, cái chục con kìa. Nhiều rồi đó. Ghê chưa. Ngó. Tới không? Con áo bự lắm. Đây vớt kìa. Nó muốn chìm luôn rồi kìa. Lội nữa. Ủa con ốc tập bá luôn. Cầm lại cầm cái nát. Thôi rồi con ốc này nó cũ. Con này đâu 1900 hồi đó tới giờ gì nè. Ngụy trang hả mày? Cũng chết hả con. Vô mày. Tao bán đây đi săn bắt con cua luôn. Mày hả mày? Cái nữa. Thiệt chứ. Nay cái không mà được đâu tiêu chân rồi.
Rồi chắc này mượn vợt làm thêm phát nữa bạn ơi. Mấy con chúng trốn mà lâu lâu làm cái cho đã. Nhiều lắm. Không thấy con nào chứ chịu khó vớt vớt rồi là nhóc á. Ai ca gì xỉn tới lắm rồi. Nằm như nó khó thấy thiệt nhưng mà dòm kỹ kỹ rồi là thấy nè. Tóc nó lặn bớt nữa. Hết rồi. Nhiều lắm á. Cầm em mới gớt. Đu, bự bự luôn vô, 7-8 con. 1 2 3 4 6 cái chục con gì lắm. Rồi giả nè. Ồ, nặng ta. Gì mà nghe. Ê, cái gì? Gãy vợt, gãy vợt. Ê, gầu, 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 gầu. Đu. Ghê thiệt chứ. Quất nhỏ gãy càng luôn hay gì. Gãy sẵn. Cua cái này mà ăn là nguyên... cua cái nữa. Mấy cái không à. Đã thiệt, mấy đực nhậu xỉn hết thiệt rồi, ngủ hết rồi. Nó đang xì đó. Còn ba gất mương nè. Đó đó, bên kia trái phải. Ừ, đó đó. Đúng. Đù. Nhiều quá vậy. 5-6 con. Bự có, nhỏ có. Chụp ếch nè em. Khỏi, vớt ốc rồi còn phải ếch. Ếch này không mà dám ăn luôn, phải chơi. Vừa mới nói té thiệt. Sướng sướng sướng. Chúng là không cự, chúng là khóc. Đã nói, em một té hả? Đang vớt ngon lạnh bạn, mưa tới luôn rồi, hai chồng giọt về lia lịa luôn. Để hồi tắm mưa cái mệt nữa. Hôm gà tắm mấy trận mưa dữ lắm rồi. Nhiều này cũng đủ vốn mà hơi giọt luôn. Rồi rồi mưa tới này hơi giọt kẹp cái này chẹp trễ chút là xong luôn rồi. Khui. Đó. Đã lắm chưa bà. Đêm nay đi săn chưa được ốc rồi bạn ơi. Với lại 1 2 3 4 5 6 7 con cua. Cua bự, cua cái không luôn, 7 con cua cái không, không có con cua đực nữa. Ngộ thiệt chứ. Được mấy ốc này hết biết không? Siêu to luôn nè. Đưa mấy ốc nái lên làm mặt đây. Ghê chưa? Hết biết rồi. Như đây cũng 2 ký ốc à. Ốc với cua hơn, hơn 2 ký. Đó, nhiều đây là dư sức rửa xe luôn rồi. Như xe mà nó không gà mình rửa dữ lắm các bạn ơi. Mưa đi bữa nào bị mưa chứ. Lấy xe cũng mưa, làm biển số này kia cũng mưa luôn. Đó, ngon lành chưa? Rồi, kết thúc chương trình đây bạn ơi. Giờ vô tắm rửa ngủ nghỉ. Đợi tối nay cơm gái Sóc Trăng suy nghĩ coi làm món gì luôn. Mời làm món chiến đấu luôn. Quá đã, mấy ốc bự. Cối cối không? Ốc gì gì không là bự bự gì không nè, mà có mấy con nè. Rồi, chào bạn đây nha. Tối nay coi như cũng sướng 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 rồi đó.